Hai chị gọi lên như này. Em đang like mấy chị đó. Cái ghế đâu có làm gì nữa không? Dạ, không làm gì nữa. Đây là sản phẩm của em quay. Em thấy vô theo học làm đi cái ấy cho em một bộ gì nè. Chỉ cho em túi bảy rồi túi đặt mình ra là sao đó. Làm cho em một bộ. Ở đây không có chỗ. Em đánh răng, em xài, em cứ tút xuống vậy nha. Tút, đây tút là kem đánh răng. Giới thiệu công dụng coi. Không giới thiệu công dụng kem đánh răng coi. Rồi, cái kem đánh răng Glitter này nó có công dụng á là nó làm sáng răng cho mình. Rồi nó giảm chảy máu trên răng, ê bút trên răng và hạn chế sâu răng. Và với một cái nữa là nó cái mình hay bị cái vôi răng á, nó cải thiện cho mình luôn. Nó rất là an toàn cho cái răng của mình. Đây nè, nó có chứng nhận sinh học. Đây, cái vạch này nè, là chứng nhận á. Còn cái ngoài thị trường nè, nó có cái màu vạch đậm nè. Nó rất là tẩy cho cái men răng của mình. Đây là cái sản phẩm sinh học. Tất cả tiền sản phẩm sinh học hết, nó toàn là màu tắm. Màu tắm là rất là thân thiện với môi trường của mình. Công lửa lên đây, màu trắng. Không được. Cái chữ tắm là không được. Trắng. Từ nó cũng không được luôn. Vậy là chị qua Bến Tre. Chị là người Bến Tre. Bạn bạn mình là Bến Tre. Phải bạn. Có em đang lay chim mà em đang lay tóc mà. Sinh học
sữa dưỡng thể, vitamin C, rồi cho tăng khứu mùi, mình thấy không tiết mồ hôi, không có bị tiết ra mồ hôi, khó chịu cũng không có làm cho khứu mùi được, cũng như là mùi nặng mùi của mình rất là tốt. Xài đi rồi cảm giác mình muốn xài mà mình không muốn thay đổi sản phẩm hết. Các nhà ơi, kem đánh răng, rồi những người mà bị ê bút chân răng, rồi những người bị đạn miệng, rồi những người bị hôi miệng, đó nó xài rất là ok cái nhà. Mọi người muốn biết thì liên hệ bạn Vi để bạn Vi chia sẻ cho mọi người những sản phẩm tốt và chất lượng an toàn sức khỏe của mọi nhà. Ok, cảm ơn cả nhà.